Cái gì cơ? Một cây viên sủi á. Mở cái nắp nó ra, giờ mình mới để ý có cái gì lạ lạ nè. Wow, trời, cái cây viên sủi của tôi tới công chuyện nè nha. Thật sự là đây là lần đầu tiên mà mình thấy luôn á mọi người. Trước giờ mình đã hay uống viên sủi nhưng mà mình cũng không có để ý. Bây giờ mở ra, trời ơi, có thiệt nè. Trời ơi, 20 mấy năm trời mà giờ mới biết là cái này có cái lớp này ở trong luôn á mọi người. Sau một hồi mình lấy cái dao này nạy ra thì mình mới phát hiện ở trong đây toàn là những cái viên hút ẩm thôi. Không biết mọi người biết cái viên này không? Thì nhờ có những cái viên này mà cái cây viên sủi của mình nó không có bị ẩm và giúp cho những cái viên sủi của mình nó luôn khô thoáng và được bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Trời ơi, cái này thích thiệt, nhưng mà bây giờ gỡ cái này ra hết rồi thì cái viên sủi của tôi sẽ bị ẩm mất thôi.